nào không? Yêu cứ trả lời là có, anh hãy đến ôm em ngay đi. Em đã chờ đợi từ anh giây phút ấy cũng lâu lắm rồi. Và giữ cho mai sau. Chỉ muốn bên anh thật tâm nhẹ nhàng, những gió đã bước qua, là tóc tình trong mình hơn tình trạng để mình chưa là. Ô là trời ơi, con gái nhà ai mà xinh vậy nè, so beautiful hơn nè. Để được ôm em, anh đã mơ rất nhiều lần, trong cái mơ rất nhiều tuần chờ. Thật sự có ai thương em mà lại băng qua màn sương đêm, bởi vì không muốn nhìn em khóc và anh thấy nhớ mùi hương. Mang theo câu ca trôi về nơi xa xa xa. Hà Nội đẹp nhất về đêm, người đẹp nhất vẫn là người hay cười. Đi đâu cũng nhớ về em, cho dù là ở chốn đông người, em cũng hay buồn là thật. Nếu như vậy anh càng thêm lo. Anh không nói lời đừng mật, tán gái thế thì gây to. Em đẹp lắm. Cảm giác cho anh nhận ra.